xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: à, nhãn một của à, nhãn của các cái cột à, trong cái bản tính Excel. thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết đề bài. Đề bài sẽ cho chúng ta một cái con số nguyên dương. chúng ta sẽ phải có nhiệm vụ là trả về cái nhãn của cái cột tương ứng với cái à, À, cột của cái nhãn tương ứng với cái con số nguyên dương mà chúng ta được cho ở trong cái bảng tính Excel. Thì chúng ta sẽ đi chi à, đi đi xem chi tiết như sau. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ được cho cái con số 1. Thì con số 1 này nó sẽ tương ứng với cái cột à, có cái nhãn A ở trong cái bảng tính Excel. Cho số 2 thì là tương đương với cái nhãn B ở trong bảng tính Excel. À, số 3 thì tương đương với à, nhãn C 26. À, tương tự như vậy tăng dần cho đến các ký tự alphabet cho đến là số 26 ký tự trong tiếng Anh ha từ A B C D E cho đến Z thì là 26 thì là là Z 27 thì 27 sẽ là sẽ là A A 28 thì sẽ là AB và kéo dài như vậy thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1 ở ví dụ 1 thì chúng ta có đầu tiên là cái đầu vào chúng ta là số 1 thì tức là chúng ta thấy là số 1 thì chúng ta sẽ phải trả về cái nhãn là nhãn là A nên kết quả trả về là một cái chuỗi A. Ở trong ví dụ 2 chúng ta có con số 28 thì chúng ta thấy con số 28 nên tức là cái nhãn là AB thì chúng ta phải trả về cái nhãn là một cái chuỗi AB. À trong ví dụ 3 thì con số là 701 thì 701 này sẽ được chuyển thành cái nhãn là là y ha. Rồi thì sau khi chúng ta đi vào chi tiết đề bài cùng với ba ví dụ minh họa thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái yêu cầu của đề bài ha bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần suy nghĩ thuật giải để giải quyết yêu cầu của cái bài toán này thì đối với bài toán này à, thuật giải của nó sẽ à, sẽ tương đương với cách mà chúng ta cần phải chúng ta cần để để có thể suy nghĩ thuật giải thì chúng ta cần phải suy nghĩ cái cách mà chúng ta sẽ đổi cái dãy số bên này thành cái kiểu thành cái dãy à, chữ cái bên này như thế nào thì nó cũng tương đương với cái thuật giải mà chúng ta chuyển cái hệ à, hệ thập phân qua hệ nhị phân mà còn trong trường hợp này chúng ta sẽ chuyển hệ thập phân qua hệ cơ số 26 tại sao lại là cơ số 26 tại vì chúng ta có các ký tự từ, từ A đến Z tương đương với 26 ký tự trong tiếng Anh à, nên chúng ta sẽ chuyển cái này qua thành hệ cơ số 26 thì à, nếu bạn nào mà đã nắm được cái thuật giải à, chuyển từ hệ à, cơ số nhị phân à, thập phân sang nhị phân thì như vậy là đã hiểu cái cách làm Tuy nhiên thì đối với bạn nào chưa biết thì mình sẽ thử tính cái ví dụ 3 này. Mình sẽ tính thử ví dụ 3 này cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên là chúng ta có cái con số là 701. Chúng ta phải chuyển nó qua à, một cái con số cơ số 26. Thì mình lấy 701 này mình chia cho chia cho lấy dư cho 26 ha. Thì mình 701 chia lấy dư cho 26 thì mình sẽ có con số 25. ha sau đó thì mình lấy 701 này mình giảm xuống bằng cách mình chia lấy phần nguyên cho 26 thì nó sẽ ra 26 luôn thì tiếp tục mình lấy 26 này mình chia lấy phần dư cho cho 26 thì là nó bằng là số số 0 thì 20 sau đó mình lấy 26 này mình chia lấy phần nguyên cho 26 nữa thì nó thành một thì là lúc đó mình dừng à, mình sẽ chỉ chia cho đến khi nào mà nó lớn hơn một thì thôi à, nó lớn hơn không thì mình mới lập tiếp rồi thì tới đây là à, tới đây là mình à, tới đây là mình sẽ bắt đầu chuyển cái con số 25 này thì mình thấy là con số 25 này nếu mình dò vô cái bảng á à, mình dò vô cái bảng thì nó sẽ là à, 26 thì là chữ Z suy ra 25 thì sẽ là chữ 25 sẽ là chữ Y đúng không còn số 0 này số 0 này á, thì thật sự là à, trong cái bảng này nó không có số 0 thì mình có thể hiểu tại vì số 1 là chữ A số 2 là chữ B số 3 là chữ C thì chúng ta thấy là chúng ta không bao giờ có 26 không bao giờ tìm được số 26 tại vì nếu mà là 26 thì nó chia cho 26 này là nó sẽ thành thành không nên suy ra số 0 này chúng ta sẽ suy ra là nó sẽ là số 26 nó sẽ tương đương với con số 26 và mình sẽ suy ra nó là chữ chữ Z thì chỉ có trường hợp 26 này là đặc biệt thôi à, chỉ có trường hợp 26 này là đặc biệt thôi còn các cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ um, À, chỉ à, nhìn vào cái bảng này thì chúng ta sẽ suy ra được cái con số. Rồi như vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ là một cái chuỗi là là Z và và Y. À, giống với kết quả trả về của đề bài. Rồi. Thì cái thuật giải để mà chúng ta chuyển cái con số này bằng cách chúng ta chia lấy phần dư cho cơ số 26 thì chúng ta ra được một con số. Thì bây giờ cái một cái suy nghĩ tiếp theo là chúng ta làm sao chúng ta đổi con số 26 à, còn số 25 với 26 này ra cái số số y đây chúng ta cũng có thể là chúng ta làm một cái một cái map à, với cái key là con số còn cái value là cái chữ à, hãy mà chúng ta truy xuất vô thì chúng ta lấy ra cái chữ hãy chúng ta truy xuất vô cái key là số chúng ta lấy ra cái, cái chữ cũng được tuy nhiên thì các bạn cũng có thể à, có một cái cách thông minh hơn là chúng ta có thể suy ra là à, chúng ta thấy là con số y này á, là ở trong cái bản mã Unicode thì nó có À, giá trị unicode là 89. Thì chúng ta chỉ cần chúng ta lấy cái à, cái con số hiện tại chúng ta cộng với unicode của cái con số cận trên hay trong cái dãy số từ A lớn cho tới Z lớn. Thì con số cận trên của cái dãy A lớn tới Z lớn chính là cái A lớn. Mà cái A lớn chúng ta có cái cận trên là à, cận trên của A cái con số A lớn thì chúng ta có cái số ở trong bản mã unicode của nó là 65. à như vậy chúng ta lấy 25 chúng ta cộng 65 thì chúng ta cho 90 đúng không? Như vậy thì chúng ta chỉ cần chữ trừ 1 nữa thì là nó sẽ ra được cái cái kết quả này của chúng ta. À, như vậy là từ con số 25 chúng ta có thể chuyển thành con số 89. Sau đó chúng ta lấy con số 89 kiểu kiểu bay này chúng ta đổi qua kiểu chuỗi thì nó sẽ ra là nó ra là chữ y. Tương tự như vậy thôi chúng ta cũng có thể làm cho con số 24. 24 cộng ra thì nó sẽ ra là 88. À, 88 hay 24 trong này sẽ là là chữ x đúng không? X Y Z thì 20 24 sẽ là chữ x. Đó tương tự như vậy ở cái trường hợp Z này thì chúng ta lấy con số 26 nè, chúng ta cộng cho 65. Chúng ta trừ cho 1 thì chúng ta thấy là 26 cộng 65 1 là là thành 90. À, là nó đúng với cái bản mã Unicode của của Z nên chúng ta chỉ cần chuyển cái kiểu này qua kiểu chuỗi là nó sẽ hiện ra chữ Z thôi. Rồi, thì như vậy chúng ta sẽ tiến hành à, cài đặt cái thuật giải này bằng ngôn ngữ lập trình Golan ha. Đầu tiên mình sẽ khai báo cái à, biến kết quả là một cái chuỗi. Thì lúc đầu là cái chuỗi rỗng. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán là mình sẽ trả về cái chuỗi sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái vòng lập này. Vòng lập thì chúng ta sẽ chạy cho đến khi nào n nào còn lớn hơn không. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái giá trị chúng ta sẽ lấy n chia cho lấy dư cho 26 chúng ta gán vào cái cái giá trị tạm này rồi chúng ta sẽ giảm n đi n sẽ giảm đi 20 26 lần rồi thì ở đây chúng ta sẽ à, bắt đầu cộng cái giá trị tạm này vào trong cái à, cái chuỗi kết quả mà cách là chúng ta sẽ cộng vào phía trước nha chứ chúng ta không cộng với sau nên các bạn thấy chúng ta ra chữ y trước xong rồi mới chúng ta mới có chữ z thì là chữ y rồi sau đó thêm chữ z vào phía trước chữ y thì là chúng ta phải cộng trước thì chúng ta sẽ chuyển như nãy nói là chúng ta phải chuyển kiểu thì chúng ta sẽ lấy tạm này chúng ta cộng cho cận trên là ký tự a sau đó chúng ta trừ một và chúng ta sẽ cộng cho cái cái result rồi thì như vậy là sau khi chúng ta kết thúc vòng lập là chúng ta sẽ có được một cái chuỗi kết quả như là mong muốn à quên nữa chúng ta trước khi chúng ta cộng cái này chúng ta phải nhớ là nếu cái này trường hợp mà nó bằng z đó con số, này nó bằng không thì chúng ta phải gán lại cho nó là bằng 20 bằng 26 và n thì chúng ta sẽ gán cho uh, n bằng n 1 rồi thì thì chúng ta thấy là n bằng n 1 là để cho nó dừng luôn cái vòng lập này nó không chạy thêm nữa các bạn thấy là nếu 26 chia 26 nó còn một nó chạy vô đây nó lại ra kết quả bị sai Ha. nên cái trường hợp này chúng ta chỉ xử khi mà chúng gặp chúng ta gặp cái tự z thôi nên chúng ta mới xử cái, cái trường hợp này rồi thì bây giờ chúng ta thử chạy nó với cái ví dụ một ha ví dụ một thì chắc chạy đúng rồi tại ví dụ một nó chỉ có một số 1 thôi chúng ta thử chạy nó với cái ví dụ số 3 đi số dụ ví ba nó phức tạp hơn đó các bạn thấy là trong trường hợp có chữ z chúng ta đã chạy đúng nè nếu mà chúng ta không có cái bước mà chúng ta giảm một này thì nó sẽ ra kết quả bị sai nó thêm nó thêm một chữ a ở phía trước nữa thì phải Đó, các bạn thấy nó thêm chữ a ở phía trước nữa rồi thì nên chúng ta nhớ là chúng ta trong trường hợp Z thì chúng ta giảm n đi một rồi chúng ta thử submit để giải các cái ví dụ khác ha rồi như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ khác của đề bài thì đối với bài toán này chúng ta phân tích về cái độ phức tạp của nó chúng ta có À, độ phức tạp của nó là một cái vòng lập với n chia 26 còn độ phức tạp của không gian lưu trữ thì chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái à, cấu trúc dữ liệu phức tạp nào để lưu trữ có cái kích thước tăng dần hoặc thay đổi theo n nên độ phức tạp của không gian lưu trữ của chúng ta là một hàng số u 1 thì tóm lại là cái bài toán này nó giống với cái bài toán mà chúng ta đổi cơ số 10 hoặc cơ số nhị phân nhưng mà ở đây chúng ta đổi cơ số 10 hoặc cơ số 26 rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video À, cảm ơn các bạn đã à, theo dõi à, nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình xin một like à, subscribe và chia sẻ kinh à, nếu các bạn có thắc mắc đóng góp ý kiến hay là có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video cảm ơn các bạn chào tạm biệt và hẹn gặp lại